ký kênh để nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Danh tiếng và rating của Yến Vân Đài do Đường Yên đóng chính đều không tốt lắm. Hiện tại nữ hai Sa Thi Mạn có nhiệt độ cao hơn nên phía phim giờ chủ yếu tuyên truyền về Sa Thi Mạn. Lần này Đường Yên bị nữ hai lấn át rồi, sau khi phim của Đường Yên và Sa Thi Mạn chiếu, các bài đăng so sánh hai người ngày càng nhiều. Hầu như mọi người đều khen ngợi diễn xuất của Sa Thi Mạn và chê bai kiểu dập khuôn vai diễn ngốc bạch ngọt của Đường Yên. Vì chuyện này Đường Yên không hài lòng, cảm thấy là phía Sa Thi Mạn cố ý khiến cô ấy mất mặt còn cho người qua cảnh cáo đoàn đội Sa Thi Mạn. Đường Yên dựa vào Yến Vân Đài lấy được không ít danh phận người phát ngôn cho các sản phẩm của trẻ em, Triệu Lệ Dĩnh và Đường Yên gần đây bị phát nhiều bản thảo so sánh, suýt chút nữa là xé nhau rồi. Cuối cùng tra ra là do một sao nữ lưu lượng nào đó đứng giữa, giật dây, là Tấn hiện tại có quan hệ rất tốt với ông lớn trong kinh khuyên. Anh ấy còn nhận được một bộ chính kịch, La Tấn củng cố hết sức để lấy cho Đường Yên một vai nhưng đạo diễn đã kiên quyết từ chối. Có một vai phản diện tìm tới Đường Yên nhưng bị cô ấy tức giận từ chối, Đường Yên vẫn thích diễn kiểu nữ chính ngốc bạch ngọt. Vai phản diện kia cuối cùng tìm tới Vương Âu, bộ phim tiếp theo mà Đường Yên đang bàn bạc vẫn là phim Thần Tượng, cô ấy có tham gia đầu tư phim. Hiện tại cô ấy vẫn tính đi con đường bà mẹ thiếu nữ, không truyền hình nhanh vậy đâu, hạng mục mới của Tăng Quốc Tường. Cải biên từ tiểu thuyết của Nghiêm Ca Linh, Lão Sư Thật Đẹp, vì để kịch bản qua vòng thẩm duyệt phải cải biên rất nhiều. Nữ chính đang đàm phán với Đường Yên, sự kiện tạp chí Eliza đã trực tiếp đá Đường Yên xuống phụ bản giành chính bản khiến cho Đường Yên mất hết thể diện. Bây giờ Lisa tấn công thị trường Trung Quốc khiến không ít người lo lắng miếng bánh sẽ bị xẻ ra thành nhiều mảnh. Phim kế tiếp của Chu Nhất Long là phim hiện đại, sắp vào đoàn, bộ kế tiếp là phim cổ trang, cũng chính là vai nam chính, Vân Tương Truyện của IQIYI. Bộ phim này sẽ khai máy vào khoảng đầu năm sau, một người bạn học ở hậu đài hỏi Chu Nhất Long tên bộ điện ảnh mà anh ấy đang tiếp xúc. Đó là phim điện ảnh, Sai Lầm Bên Bờ Sông, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Dư Hoa, kịch bản không tồi, hiện Chu Nhất Long có trong tay hai kịch bản. Ngoại trừ phim này thì còn một phim võ thuật Vân Tương Truyện, Chu Nhất Long nổi tiếng hơi muộn nên rất biết báo đáp. Một thương hiệu nước giải khát nào đó là doanh nghiệp đầu tiên tìm anh ấy đại ngôn, sau này hết hạn hợp đồng, anh ấy còn tặng quà cho bên kia. Tháng 12 Chu Nhất Long sẽ vào đoàn movie đề tài dâng tặng, chính Chu Nhất Long bày tỏ, với anh ấy dưới điện ảnh là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Rất hồi hộp mong chờ, nếu Chu Nhất Long thuận lợi vào đoàn thì có thể chứng minh chuyện trước đó không ảnh hưởng gì đến anh ấy. Diễn viên vẫn phải dựa vào tác phẩm, Chu Nhất Long đi con đường rất đặc biệt, ban đầu cũng có chút giống với Vương Khải. Đều đóng những bộ phim có chế tác chỉn chu và chiều sâu, không đi con đường phim thần tượng nhưng nhân khí fan hâm mộ lại rất cao. Phim mới của anh Chiều Sâu Vô Hạn, hợp tác cùng Tiêu Tuấn Diễm và Trần Sổ, thể loại phiêu lưu hành động, cảm giác lại là một đột phá mới. Tuyên truyền của Vương Nhất Bác nằm ở văn hóa minh bạch là cùng một nhà với Trần Khôn và Châu Tấn, Nhạc Hoa coi Vương Nhất Bác như viên ngọc trong tay. Tài nguyên đều để cậu ấy tùy ý chọn, cái nào không thích thì được quyền từ chối, Vương Nhất Bác cùng một thương hiệu sắp hết hạn hợp đồng. Nhưng mà bên phía Vương Nhất Bác không có gì phải lo lắng, bên thương hiệu đang vội vã muốn bàn bạc chuyện tái ký hợp đồng với đoàn đội Vương Nhất Bác, thật tình mà nói. Năng lực mang hàng của Vương Nhất Bác cũng rất mạnh, vì thế nên mới có rất nhiều thương hiệu muốn hợp tác với cậu ấy, Nhạc Hoa hiện tại bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Cả nội bộ lẫn bên ngoài đều đầy nguy cơ, Nhạc Hoa bây giờ có cây dụng tiền xịn nhất chính là Vương Nhất Bác. Bởi vậy Đỗ Hoa đã sắp xếp tất cả những nhân viên đắc lực nhất của công ty vào đoàn đội của Vương Nhất Bác đề phòng từ phía cậu ấy phát sinh vấn đề. Vương Nhất Bác ghi hình chương trình tống nghệ kỳ thật rất nhanh, mà cậu ấy không có cách nào từ chối chương trình tống nghệ Hoa Thải Thiếu Niên. Sẽ ghi hình vài tập cũng đã cân đối tốt với đoàn làm phim Lạc Dương, Châu Thâm sẽ làm giám khảo thường trú sâu tuyển tú của CCTV. Trước mắt đã cùng Hoàng Tử Thao và Vương Nhất Bác ghi hình xong một kỳ. Từ bản sau lưng Vương Nhất Bác tốn không ít công sức để cậu ấy tham gia vào sâu tuyển tú của CCTV, đoàn đội cậu ấy mua hot search PR. Muốn nhân cơ hội này khiến anti-fan của cậu ấy tức chơi, ai ngờ làm hơi lố chút nên đã bị CCTV nhắc nhở. Tổ chương trình đã muốn rút ngắn lại thời lượng lên hình của cậu ấy, giảm cảm giác tồn tại của cậu ấy trên sâu. Dù sao trình độ văn hóa của cậu ấy vẫn đang bị tranh cãi, làm mentor sợ là chưa đủ tiêu chuẩn. Hiện tại đối thủ của Vương Nhất Bác đang nhằm vào chuyện bằng cấp của cậu ấy mà diss, quan hệ của Uông Hàm và Vương Nhất Bác vẫn rất tốt. Nhưng cậu sẽ không nhờ quan hệ với Uông Hàm để nhận thêm nhiều cơ hội, giai đoạn hiện tại thị trường giải trí quá quạnh quẽ. Rất nhiều nghệ sĩ đều mượn giao thiệp của Uông Hàm để đạt được một ít mục đích, trái lại bên phía Vương Nhất Bác cực lực né tránh chuyện này. Chân thật như vậy khó trách Uông Hàm rất cưng chiều, Vương Nhất Bác sẽ phát hành ca khúc mới vào khoảng Giáng sinh năm nay.
Bằng Vũ Hòa muốn chiếu trên CCTV nhưng sau khi CCTV xét duyệt xong lại không muốn mua nữa, bộ này cuối cùng do Đài Hoa Quả mua. Đài Hoa Quả thì luôn thiên vị Vương Nhất Bác, đã bổ sung lại những cảnh của Vương Nhất Bác bị cắt đi trước đó vào. Trần Hiểu rất ghen tị với chuyện này. Hữu Phỉ sẽ lên sóng vào giữa tháng 12, chiếu độc quyền trên Tencent, buổi hòa nhạc của Nhạc Hoa gia tộc tổ chức tại Macau vào ngày 30 tháng 1 năm 2021. Vương Nhất Bác, Nhạc Hoa thất tử, Mạnh Mỹ thì xác định tham gia. Trước sự kiện thương mại lớn vào đêm ngày 11 tháng 11 do Temu tổ chức, rất nhiều nguồn tin trên mạng tiết lộ Tiêu Chiến cũng sẽ tham gia vào hoạt động này. Fan hâm mộ và dân mạng khá kỳ vọng về màn xuất hiện của ngôi sao Trần Tình Lệnh, vì sau sự cố 227, mấy khi anh chàng công khai tham dự sự kiện lớn như thế này. Tuy nhiên, khi đêm diễn của tất cả các nghệ sĩ đã kết thúc thì vẫn chưa thấy Tiêu Chiến lộ diện. Vì quá nhiều tin đồn khẳng định Tiêu Chiến sẽ có mặt nhưng cuối cùng anh lại không xuất hiện, khiến bao tin tức lan truyền, nghi vấn cho rằng nam minh tinh bị cấm sóng. Mới đây vào ngày 29 tháng 11, một tài khoản tự xưng là fan Tiêu Chiến tiết lộ đoạn ghi âm về sự việc diễn ra vào tối hôm ngày 11 tháng 11 của thần tượng. Theo đoạn ghi âm, vị fan này đã đến khách sạn, quyết tâm tìm nhân viên của Tiêu Chiến để chất vấn họ vì sao làm việc bất cẩn, gây ảnh hưởng đến con đường tái xuất của ngôi sao Trần Tình Lệnh. Vào những đoạn phút thứ 6, 10 và 12 trong ghi âm, xác nhận rằng Tiêu Chiến thực sự được mời đến tham gia sự kiện ngày 11 tháng 11 nhưng giữa chừng bị loại bỏ và thay thế bởi người khác. Nhân viên cho biết nguyên nhân là do cấp trên đình chỉ, không liên quan gì đến anti-fan. Đồng thời, ekip Tiêu Chiến cũng bày tỏ việc xử lý anti-fan quá khó khăn, khiến tiến độ công việc không suôn sẻ như kỳ vọng. Ngay lập tức, từ khóa ghi âm của fan Tiêu Chiến dẫn đầu hot search Weibo, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Phía fandom Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho thần tượng, khẳng định đoạn ghi âm này là giả mạo, không đúng sự thật. Bên cạnh đó, tối ngày 29 tháng 11, trên Sina đưa tin fan Tiêu Chiến đã đến chặn gặp nhân viên khách sạn để xóa những nội dung sai sự thật trong đoạn ghi âm được lan truyền. Giữa lúc Tiêu Chiến đang trở lại với loạt dự án phim ảnh mới, dường như người hâm mộ đang dùng mọi cách để bảo vệ nam diễn viên khỏi scandal lùm xùm không đáng có.